Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, với cây chè hiện nay yêu cầu thị trường đang ngày một khắt khe hơn, đó là việc đòi hỏi những dòng chè đạt chất lượng, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học quá mức cho phép. Do đó, việc chuyển đổi sang những mô hình hướng hữu cơ ngày càng được người dân quan tâm hơn. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi chia sẻ rõ nét trong một chuyện nhà nông của 365 ngày chuyển động hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình để cập nhật những thông tin thiết thực, hữu ích liên quan đến sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là khoảng 350.000 con, giảm hơn 50.000 con so với cùng kỳ năm ngoái. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng tổ chức lựa chọn nhà thầu mua vaccine lở mồm long móng tuyếp OA tiêm phòng cho đàn trâu bò trên địa bàn. Nuôi vịt sim trên sàn lưới, cách làm hay cho hiệu quả bất ngờ. Chuyên mục con số hôm nay, gần 1.000 tấn mực khô ở Quảng Nam được giải cứu. Chuyện nhà nông, trồng chè hữu cơ ở vùng xa. Thưa quý vị, theo thống kê của ngành chăn nuôi, hiện nay tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là khoảng 350.000 con, giảm hơn 50.000 con so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do từ đầu năm đến nay, ngành chăn nuôi heo liên tục bị dịch bệnh tấn công. Những tháng đầu năm, dịch heo tai xanh xuất hiện và hiện nay là dịch tả heo châu Phi. Đây được xem là một năm vô cùng khó khăn của các doanh nghiệp, các hộ chăn nuôi heo. Vì ngoài thiệt hại về kinh tế thì việc chuyển đổi từ chăn nuôi heo sang ngành kinh tế khác cũng không dễ dàng, nhất là các hộ sở hữu diện tích đất hạn chế. Hiện nay, ngành nông nghiệp địa phương cũng khuyến cáo các hộ nông dân không nên tái đàn cho đến khi dịch bệnh đi qua. Cũng liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, kế hoạch trong quý 3 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng tổ chức lựa chọn nhà thầu mua vaccine lở mồm long móng tuyếp OA tiêm phòng cho đàn trâu bò trên địa bàn. Theo đó, với hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường, nhà thầu được lựa chọn ký hợp đồng trọn gói thầu trong thời hạn 30 ngày, tổng giá trị hơn 3,5 tỷ đồng. Đây là khoản kinh phí trích từ nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng còn triển khai gần 25 triệu đồng không đấu thầu với các phần việc lập hồ sơ, thẩm định giá, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với huyện Lạc Dương xây dựng đề án thí điểm thu hồi bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn. Thời gian thực hiện đề án bắt đầu trong quý 3 năm 2019. Theo đó, đề án được triển khai với mục tiêu vận động người dân thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đến các điểm thu đổi, các sản phẩm thân thiện với môi trường. Song song đó, tuyên truyền cho người dân tác hại của thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn thu gom, phân loại và thải bỏ theo quy định. Thông qua việc thí điểm đề án này không chỉ nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng và thải bỏ các bao thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt xung quanh khu vực Hồ Đan Kia, Suối Vàng, mà còn góp phần chung tay bảo vệ, gìn giữ môi trường, cảnh quan của khu du lịch quốc gia Đan Kia, Suối Vàng. Liên tục chương trình, nuôi vịt sim trên sàn lưới, cách làm hay cho hiệu quả bất ngờ. Chuyên mục con số hôm nay, gần 1.000 tấn mực khô ở Quảng Nam được giải cứu. Chuyện nhà nông, trồng chè hữu cơ ở vùng xa. Xin được chuyển đến những thông tin rất đáng chú ý khác liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương trên cả nước. Tại Quảng Ngãi, nắng nóng gay gắt cộng với việc bất cẩn khi đốt thực bì, vàng mã, đốt ong nên từ đầu tháng 7 đến nay, ở Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra 12 vụ cháy rừng, gây thiệt hại nhiều diện tích rừng. Trưa ngày 16 tháng 7 đã tiếp tục xảy ra một vụ cháy lớn trên núi Long Đầu thuộc phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, gây thiệt hại khoảng 6 hectare rừng trồng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã huy động 3 xe chữa cháy và 21 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiếp cận hiện trường xử lý đám cháy. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi phức tạp, xa nguồn nước nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Tin báo của hạt kiểm lâm sân tỉnh, chúng tôi đã điều động đội kiểm lâm cơ động cùng với hạt kiểm lâm Tư Nghĩa là hai cái đơn vị gần nhất. Phía nam này thì cơ bản đã khống chế được, còn nhưng mà phía bắc hiện giờ là đang còn rất là cao. Bây giờ sau khi dập tắt cái điện này thì cơ động lực lượng qua để mà dập động ở cái phía bắc kia. Khu vực xảy ra cháy là rừng bạch đàn trên 10 năm tuổi, trồng xen lẫn với keo trên núi Long Đầu thuộc địa phận tổ dân phố Liên Hiệp 2C và tổ dân phố Liên Hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng. Khu vực này có rất nhiều mồ mả. Theo nhận định, nhiều khả năng việc người dân đốt vàng mã bất cẩn đã gây ra cháy lớn. Thưa quý bà con, qua các vụ cháy rừng ở miền Trung cũng cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập trong công tác ứng phó dập lửa.
Cách thức chữa cháy chính vẫn là dùng sức người, kết hợp những phương tiện để tạo khoảng trống cách ly khu vực cháy. Phương tiện là xe phòng cháy chữa cháy, phun nước hay máy thổi, máy cưa, máy múc, v.v. Nói cách khác, chưa thấy những trang thiết bị chữa cháy rừng chuyên dụng như phun hóa chất hay sử dụng trực thăng chữa cháy. Xin mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này qua phóng sự ngay sau đây. Dao phát, cành cây, vỉ dập lửa, máy thổi gió. Những dụng cụ thô sơ này đang được xem là bảo bối để dập lửa trong các vụ cháy rừng ở Việt Nam. Cũng chính vì thế, cháy rừng rất dễ bùng phát trở lại, vì với cách chữa cháy chỉ quanh vùng này, ngọn lửa luôn âm ỉ dưới các lớp thực bì. Vụ cháy ở chân núi Hồng Lĩnh và mới nhất là núi Nầm ở Hà Tĩnh đều mất rất nhiều công sức và chữa cháy nhiều lần, nhiều ngày mới dập được lửa hoàn toàn. Từng ở miền Trung như vừa rồi thì các cái vụ cháy xảy ra thì ở trên cái độ dốc và trên cái đỉnh núi, do vậy công tác chữa cháy nó có cái đặc thù khó khăn khác nhau. Đối với tất cả các vụ cháy rừng thì đều phải huy động lực lượng, phương tiện và cái lượng nước vô cùng lớn. Thì nhiều quốc gia đã phải kêu gọi cái sự giúp đỡ các nước khác, và so với các nước tiên tiến thì cái trang thiết bị chữa cháy của Việt Nam chúng tôi đánh giá là vẫn còn thiếu và yếu. Hiện nay là chủ yếu ở những các cái vùng núi cao và ở những các cái địa hình rất là khó khăn cho cái việc mà sử dụng các cái phương tiện cơ giới. Do vậy thì trước nay thì chúng tôi vẫn đánh giá là sử dụng cái phương pháp thủ công vẫn là hiệu quả nhất, kịp thời nhất. Tuy nhiên thì cũng vẫn còn thiếu một số các cái phương tiện khác, ví dụ như là các cái máy thổi gió hoặc là các cái cưa xăng. Nếu mà chúng ta cung cấp có được đầy đủ những các cái trang thiết bị rất là cơ bản đấy thì có thể là cái công tác về chữa cháy rừng cũng sẽ được hoàn thiện hơn. Với tổng diện tích hiện nay hơn 14,4 triệu hecta, trong đó rừng tự nhiên hơn 10 triệu hecta và rừng trồng hơn 4,1 triệu hecta. Do đặc điểm thời tiết mùa hè nắng nóng và mùa hanh khô cùng với sự xâm hại rừng nên cháy rừng là một mối lo lớn. Chỉ trong vòng một tuần cuối tháng 6, cả nước đã xảy ra tới 45 vụ cháy rừng. Nếu tính chung nửa đầu năm 2019 thì số vụ cháy rừng tăng gấp đôi so với năm ngoái. Diện tích rừng bị cháy tăng gấp 4 lần với tổng số vụ là 156 vụ cháy. Điều đáng nói, thống kê các vụ cháy rừng đã xảy ra ở Việt Nam có nguyên nhân chủ yếu trên 90% là do con người, khoảng vài phần trăm là do thiên tai. Phòng chống cháy rừng luôn là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, đặc biệt vào mùa nắng nóng hay hanh khô. Một lực lượng chữa cháy rừng chuyên nghiệp có những trang thiết bị chuyên dụng là điều rất cần thiết nên thực thi ngay. Song cần thiết và quan trọng hơn là có chế tài đủ sức răn đe đối với cả cơ quan quản lý, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng cũng như người dân khi để xảy ra cháy rừng. Mỗi vụ cháy rừng do lỗi con người nếu bị truy cứu đến nơi đến chốn, xử lý nghiêm khắc là biện pháp hiệu quả để ngăn các vụ cháy rừng. Xin được chuyển đến một số thông tin đáng chú ý khác. Vào thời điểm này, nông dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang vào vụ thu hoạch rộ lúa hè thu. Do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều diện tích lúa hè thu bị đổ ngã, năng suất đạt thấp, giá lúa không cao, trong khi đó giá rơm cũng giảm so với vụ trước. Ghi nhận tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, giá mỗi cuộn rơm được thương lái mua tại ruộng là 15.000 đồng một cuộn, giảm 5.000 đồng một cuộn so với vụ đông xuân trước đó. Nguyên nhân của giá rơm giảm được các thương lái lý giải là do mưa nhiều, chất lượng rơm không cao, ẩm ướt. Do đất bị mưa nên việc cuộc rơm cũng khó hơn vụ trước, chi phí thuê cũng tăng lên 15% so với vụ đông xuân. Dù giá rơm có giảm nhưng nông dân vẫn kiếm được thêm thu nhập từ việc bán rơm khô cho thương lái. Được biết, những người mua rơm là những hộ có nghề trồng nấm rơm hoặc nuôi bò. Liên quan đến câu chuyện chăn nuôi, thưa quý bà con, thời gian qua nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã sáng chế ra nhiều cách làm hay trong sản xuất và chăn nuôi. Một mô hình sản xuất khá lạ mà hiệu quả đang được nhiều nông hộ ở tỉnh Hậu Giang chia sẻ, đó là mô hình nuôi vịt sim trên sàn lưới trong diện tích đất nhỏ hẹp. Mô hình này đang góp phần quan trọng trong việc tạo thêm thu nhập cho nông hộ. Với diện tích sàn lưới chưa đầy 50m², nhưng mỗi tháng nó mang về cho ông Nguyễn Thanh Bạc, ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, mức thu nhập trên 4 triệu đồng từ việc bán vịt sim thịt. Từ 50 con vịt giống ban đầu, qua gần 2 năm phát triển, lúc nào đàn vịt của ông Bạc cũng duy trì từ 60 đến 70 con vịt, trong đó có từ 10 đến 12 con vịt đẻ nhằm tạo nguồn giống chất lượng. Theo ông Bạc, vịt sim rất dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là cám 50%, lúa 20%, thức ăn 10% và 20% là rau xanh. Nhờ áp dụng công thức này mà đàn vịt của gia đình hạn chế được dịch bệnh, vịt mau lớn. Trung bình mỗi tháng ông xuất bán khoảng 40 con, tương đương khoảng 80kg với giá 70.000 đồng một ký, trừ hết chi phí thu nhập trên 4 triệu đồng. Điểm đặc biệt của mô hình vịt sim của ông Bạc, toàn bộ số vịt được nuôi trên sàn lưới được thiết kế chắc chắn, vừa thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng trại, vừa ngăn cho vịt không tiếp xúc với phân vịt thải ra, nên hạn chế được một số dịch bệnh, từ đó không sử dụng các loại thuốc kháng sinh.
Ngoài ra, ông còn xây dựng cửa chuồng thông với diện tích ao, xung quanh được rào lưới để vịt thuận tiện uống nước cũng như vui chơi, giúp cho vịt vận động mau lớn. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 1.000 tấn, đây là số mực khô ước tính của ngư dân Quảng Nam bị tồn đọng đã được giải cứu. Theo đó, số mực trên được thương lái thu mua 120.000 đồng một ký. Mức giá này là trung bình khá để xuất khẩu sang Trung Quốc và cung cấp cho một số doanh nghiệp chế biến trong nước. Sau khi giải tỏa được số mực khô tồn đọng, hiện nhiều ngư dân đang chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo. Trước đó, vào đầu tháng 6, gần 1.000 tấn mực khô ở huyện Núi Thành tồn đọng tại cảng cá An Hòa, xã Tam Giang do Trung Quốc yêu cầu xuất hàng qua đường chính ngạch thay vì tiểu ngạch như trước. Theo phản ảnh của các thương lái, thương nhân Trung Quốc vẫn có nhu cầu cao nhập hàng mực khô của Việt Nam, nhưng hải quan Trung Quốc không thông quan do chưa đáp ứng được các yêu cầu của nước này. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện, mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị, kể từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm có trên 230 hộ gia đình ở Lâm Đồng thoát nghèo nhờ trồng chè, nhất là ở huyện Bảo Lâm. Khi yêu cầu thị trường ngày một khắt khe hơn với việc sản xuất ra những dòng chè đạt chất lượng, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học quá mức cho phép, thì việc chuyển đổi sang những mô hình hướng hữu cơ ngày càng được nông dân và chính quyền địa phương quan tâm hơn. Anh Trần Văn Thịnh ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm có 1,4 hectare trồng chè chất lượng cao. Trước đây từ canh tác truyền thống, anh chuyển qua canh tác Việt Gáp và giờ là mạnh dạn theo đuổi hướng hữu cơ. Mặc dù chỉ mới triển khai gần đây, nhưng với người nông dân này thì việc làm thế nào để cho ra những sản phẩm lá chè đạt chất lượng nhất luôn là điều anh quan tâm. Chính vì vậy, khi địa phương vận động làm mô hình, anh là một trong những người tiên phong đăng ký. Bán cái chè này á, thì công ty nó nhu cầu rất là cao. Ví dụ như chẳng hạn là khi mà hái đọt chè ra làm sao nó phải xanh, phải bóng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà người ta làm ra cái chè khô để mình sử dụng, mình uống á, cái bã của nó phải là xanh, nước xanh. Đấy thì là nó mới đạt nhu cầu. Nếu đào đất ở trong vườn chè này lên, sẽ thấy được độ tơi xốp và độ ẩm của đất luôn được duy trì. Để có được điều này, anh đã rất chú trọng đến việc sử dụng các chế phẩm hữu cơ. Mỗi năm ít nhất 2 lần anh bón phân gà đã được ủ hoai mục cho vườn. Ngoài ra, các loại phân bón sử dụng cũng đều là những loại phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật, cũng được sử dụng những loại thuốc trong danh mục và thuốc vi sinh ít gây ảnh hưởng đến chất lượng của chè nhất. Không những cái chè mà kể cả những cây cà phê, những cái cây trồng khác cũng vậy. Có nói chung là cái phân hữu cơ là cái phân nền tảng chính. Mình bỏ là nó ăn được rất là bền. Ví dụ như một nứa, mình bỏ được một nứa như thế này thì nó phải tầm 2 nứa, 3 nứa chè thì mình mới phải bỏ lại. Cho nên là nó ăn rất là bền. Và cái cây thì nó lại khỏe, chứ nó khỏe về sau này. Chứ còn ví dụ như mình mà cứ lợi dụng cái phân hóa học tiết là cái cây chè của mình nó cũng nhanh xuống cấp, nó nhanh hư. Hiện nay, xã Lộc Tân đang có 5 mô hình trình diễn canh tác hữu cơ trên cây chè như thế này với diện tích hơn 5 hectare. Với mong muốn hình thành vùng chè chất lượng cao, phục vụ không chỉ thị trường trong nước mà còn là những thị trường xuất khẩu đòi hỏi cao. Xí nghiệp lớn, nhỏ, doanh nghiệp như các hộ bà con mà sản xuất chè, thì đặc biệt người ta ưa chuộng về cái sản xuất, về cái phân hữu cơ là nhiều hơn. Tại vì là những người mà mua, người ta cũng cần để là các sản phẩm của mình là đạt thì người ta mới tiêu thụ, còn không thì người ta sẽ trả lại. Cho nên là tất cả các doanh nghiệp cũng như là xí nghiệp và các nhà hộ dân người ta làm rất cặn kẽ về cái công việc này. Với vườn chè canh tác theo Việt Gáp hay hữu cơ như thế này, mỗi năm cho thu 7 lứa, với giá bán chè ô long khá ổn định như hiện nay, 28.000 đồng một ký, thì nếu chăm sóc tốt, mỗi năm 1 hectare chè có thể cho khoản thu từ 300 đến 400 triệu đồng, cao hơn 3 đến 4 lần so với cách canh tác truyền thống hay trồng cà phê hiện nay. Thưa quý vị, nội dung chia sẻ vừa rồi trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về cho chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc có thể gọi điện thoại về số 02633 829930. Còn bây giờ thì Khánh Tường và Ánh Nguyệt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.